trong công văn gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác tổ chức hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý phương án tổ chức hai trận đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam, gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11, được đón 30% khán giả trên tổng số ghế của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, để có thể trực tiếp tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ cần đáp ứng các tiêu chí cụ thể, bao gồm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra, thực hiện quy định 5K, đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế. Hiện tại, sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, như vậy sẽ có khoảng 12.000 khán giả có cơ hội tới sân theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út diễn ra trong tháng 11. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang xây dựng các phương án phát hành vé và công tác tổ chức trận đấu đáp ứng các tiêu chí cụ thể trong quy định phòng chống dịch COVID-19. Điều rất nhiều người hâm mộ quan tâm thời điểm này là vé xem hai trận đấu có mức giá bao nhiêu và phương thức bán vé như thế nào trong bối cảnh vẫn còn lo ngại về dịch bệnh. Ngoài ra, các nhà tổ chức cũng sẽ phải đảm bảo an ninh, an toàn cho hai đội tuyển, quan chức trận đấu, đồng thời phải chỉ định sẵn một bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị trường hợp bị chấn thương, đau ốm hay nhiễm COVID-19 trong thời gian cách ly y tế. Với sự xuất hiện của khán giả trên khán đài, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có điểm tựa rất quan trọng về tinh thần và được tiếp sức trong cuộc đọ sức với đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út. Sau 4 thất bại liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đối diện với áp lực rất lớn về điểm số và cơ hội đi tiếp chỉ còn trên lý thuyết. Dù vậy, với sự cổ vũ của người hâm mộ, hy vọng giành điểm đang được nhen nhóm trở lại. Liên quan tới công tác tổ chức hai trận đấu nói trên, hiện tại một số hạng mục trên sân Mỹ Đình đã được sửa chữa trong thời gian qua, bao gồm mặt cỏ, phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng va, phòng họp báo đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và sẽ hoàn tất vào ngày 28 tháng 10 tới đây theo đúng tiến độ đề ra.